Hello, xin chào anh em. Xiaomi Mi Band 5. Làm quá nhiều clip rồi, nhưng mà có một cái vấn đề là mình hướng dẫn anh em cái cài tiếng Việt, nhưng mà rất là nhiều anh em gặp nhiều cái vấn đề, và có gọi điện này, có comment này, có hỏi mình rất là nhiều cách khắc phục. Có những anh em thì comment một số cụm từ rất mang tính là gọi gì ạ? Gọi là chửi bới, bởi vì là ông hướng dẫn vớ va vẩn để tôi chết cái Mi Band. Thực ra ấy, có một cái vấn đề là mình cũng không nói rõ với anh em, là anh em xem phải cố gắng, phải làm cẩn thận và kiên trì thì anh em mới làm được. Thế chính vì thế mà bị nghe anh em chửi nhiều quá, thành ra mình phải làm clip này để mà mình hướng dẫn lại anh em những cái mà anh em có gặp phải, những cái lỗi mà anh em gặp phải và những cái cách khắc phục nhá. Thế là anh em nào mà gặp phải những cái lỗi mà khi anh em không cài được cái Mi Band 5 này ấy, thì anh em có thể xem clip này để chúng ta có thể khắc phục được. Thì đầu tiên nhá, đây là chiếc Mi Band 5 mình đã cài được rồi nhá, đã cài được tiếng Việt rồi, và đã cài được rồi và hoạt động hoàn toàn bình thường. Nhưng mà nhiều anh em hỏi mình là cách để bật cái thông báo kiểu gì, tại sao cài xong nó không thông báo. Đó, thì đầu tiên nhá, anh em chú ý giúp mình là chúng ta lại vào phần mềm Mi Fit này này. Đây, nếu để giao diện ban đầu của phần mềm Mi Fit nó sẽ là như thế này nhá. Đây, ở trong cái phần mềm Mi Fit ấy, khi mà chúng ta bật lên thì nó đang hiện ở cái trạng thái là trạng thái như này. Đấy, từ trạng thái luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ ấn vào phần hồ sơ. Sau chúng ta chọn cái thiết bị của chúng ta kết nối đấy, Mi Band 5 này này. Đó, thì chúng ta muốn bật thông báo lên ấy thì ở trên này nó sẽ có hết. Rồi, chúng ta sẽ bật thông báo của gọi lên nha. Chúng ta bật lên, nhưng bây giờ là hiện tại ứng điện thoại là chưa được cho phép thiết bị này bật, thì chúng ta ấn vào đây để cho phép thiết bị này nó kết nối của gọi điện thoại trước này. Đó, rồi chúng ta bật lên này. Đó. Bật hết lên, muốn thông báo cái gì thì bật hết lên. Tiếp nữa đó là thông báo ứng dụng. Đây nha. Phần nhìn thông báo ứng dụng nha. Thì chúng ta ấn vào đây để cho Mi Fit nó có quyền truy cập đi và thông báo đi, bật quyền truy cập thông báo của Mi Fit lên. Đó. Sau đó thì cho phép tất cả cái gì thì chúng ta để cho phép bật lên. Rồi, bỏ qua cái này đi. Đó. Cho cả màn hình có không tắt thì tắt thì bật được hết. Đó, thì thông báo ứng dụng nó sẽ mở, có nghĩa là bây giờ mà có tin nhắn này của Facebook này, tin nhắn của Zalo này, hay tin nhắn của bất cứ ứng dụng nào đó thì nó sẽ báo được về chiếc Mi Fit của chúng ta. Đó. Chúng ta muốn bật thêm nhắc nhở nhá. Thì chúng ta thêm vào đây. Đó, cộng thêm nhắc nhở vào chỗ này này, có nghĩa là nó sẽ nhắc nhở đang đi đường hoặc đeo tay, nó nhắc nhở là đến giờ ăn cơm rồi, hay là đến giờ mua sữa cho con hay cái gì gì đấy, là chúng ta có thể thêm vào đây được. Đó, nó sẽ nhắc nhở chúng ta. Hay báo thức cũng tương tự như vậy, cũng sẽ bật được nhắc nhở được. Đó, rất là đơn giản để mà chúng ta có thể bật được cái thông báo của thiết bị Mi Band khi chúng ta cài xong. Bởi vì nhiều anh em hỏi cái này quá là mình phải làm, cái này rất đơn giản nhưng mình muốn phải làm. Cái này thì quá dễ rồi đúng không? Đó, anh em nào mà làm không làm được nữa ấy, thì anh em cứ comment bên dưới mình sẽ hướng dẫn chi tiết từng anh em một nhá. Cái tiếp nữa là một số anh em hỏi mình là liệu là khi chúng ta gỡ cái này đi và cài cái Mi Fit ở trên Google Play ấy, đây này, thì có mất tiếng Việt hay không? Thì nhá, một vấn đề là hiện tại là chúng ta đang cài cái bản này là bản mới nhất rồi. Ok, cái việc chúng ta có thể gỡ đi và chúng ta cài cái Mi Fit ở trên Google Play nhá, thì nó sẽ cập nhật lại và chắc chắn là một điều là chúng ta sẽ mất tiếng Việt. Thế nên anh em, không phải vì sao mình lại đưa anh em cái bản Mi Fit 1 là không có lý do, bởi vì bản Mi Fit 1 nó sẽ chặn cập nhật từ nhà cung cấp về chiếc Mi Band này. Còn nếu bản Mi Fit mà của nhà cung cấp trên chuẩn về nâng cấp ấy, trên Google Play được cập nhật thoải mái ấy, thì chắc chắn một điều là khi có bản cập nhật mới ở trên chiếc Mi Band này thì sẽ mất tiếng Việt. Nếu bản cập nhật mới nó có tiếng Việt thì không mất, nhưng nếu bản cập nhật mới nó không có tiếng Việt thì chắc chắn nó sẽ mất tiếng Việt. Đấy, thế nên là anh em cứ lưu ý nhá, đã hướng dẫn anh em cái cài tiếng Việt, anh em cứ giữ nguyên bản Mi Fit đấy để dùng. Khi nào nó báo cập nhật thì bắt buộc chúng ta phải cập nhật thôi, còn nếu nó không báo cập nhật thì chúng ta cứ để nguyên mà dùng, nó vẫn thể hiện đầy đủ thông báo, vẫn đầy đủ các tính năng như cái bản chuẩn ở trong Google Play nhá. Thế nên là anh em đừng gỡ đi cài lại nhá. Bây giờ mình gỡ đi cài lại này. Đó, thì nó sẽ có tiếng Việt chắc chắn nhá. Chờ mình chút, mình sẽ cho anh em xem là hậu quả nó sẽ là như thế nào. Đây anh em này, đó. Khi cài cái Mi Fit mới phát là nó cập nhật luôn. Anh em nhìn đang chức năng cập nhật không? Đó, và cập nhật cái này xong là mất luôn đấy. Nếu mà cập nhật cái này xong mà nó có tiếng Việt luôn thì mình đã cài được trên chiếc máy Android, trên chiếc máy iPhone để cho anh em xem rồi. Bởi vì trên chiếc máy iPhone thì không có Mi Fit bản mốt mà chỉ có Mi Fit bản gốc thôi. Đó, thế nên là đây, nó đang cập nhật đây, và cập nhật xong thì để xem nó có mất không nhá. Đó, câu trả lời nó sẽ chính xác nhất. Theo đúng lý thuyết là sẽ mất, mình chưa thử bao giờ. Đó. Nhưng cứ chờ nhá. Đó là anh em thấy nhá.
Đó, mất tiếng Việt rồi nhá. Toàn tiếng Tàu á. Nó không có cả tiếng Anh luôn. Đấy, đấy là câu trả lời cho trường hợp mà một anh em hỏi, có một số anh em hỏi mình là nếu mà cài xong gỡ Mi Fit đi, cài Google Play liệu có tiếng Việt hay không thì chắc chắn là mất nhá. Đó thì bây giờ là làm thế nào để có tiếng Việt? Thì lại xem lại clip hướng dẫn chạy tiếng Việt thôi. Thì chúng ta lại cài lại tiếng Việt thôi. Đúng không? Nó đơn giản mà. Đấy, thế là về hết tiếng Trung rồi. Và cũng nhân tiện đây thì có một câu hỏi một bạn có, cũng tương đối nhiều bạn nữa hỏi mình, đó là thì bây giờ đặt lại chiếc máy này của gì, bởi vì bạn đã cài tiếng Trung Quốc rồi. Thì rất may là khi mình cài phim gốc thì phim Mi Fit gốc ấy thì nó đã về tiếng Trung Quốc rồi. Thì bây giờ đặt lại như nào để mình có thể cài lại tiếng Việt được, đúng không? Thì đặt lại bằng cách bây giờ chúng ta có thể gỡ Mi Fit đi và kết nối lại để cài tiếng Việt cũng được, mà không thì tốt nhất là đặt lại giống như clip trước mình nói nhá. Thì chúng ta sẽ vào cái này này. Đó, chúng ta sẽ vuốt từ dưới lên nhá. Đây này, ở màn hình chính nhá. Ấn nút home ở màn hình chính trước này. Vuốt từ dưới lên để nó vào cái trạng thái như này nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm phần cài đặt, nó sẽ có một cái biểu tượng riêng. Đây. Nó sẽ có một cái biểu tượng riêng đây. Đây có nghĩa là thêm ấy, có ba dấu chấm này, chúng ta ấn vào dấu chấm nhá. Đó, thì hiện toàn chữ Trung Quốc là rất là khó đúng không? Chúng ta cứ kéo dưới cùng. Kéo dưới cùng luôn. Đó, kéo dưới cùng nhá. Chọn cái dưới cùng này. Xong từ cái dưới cùng này chúng ta cũng lại kéo dưới cùng tiếp. Kéo dưới cùng tiếp thì nó có một cái biểu tượng như thế này này. Đây anh em nhìn nhá. Có một chữ dài dài này, chữ cuối cùng nó sẽ là một cái biểu tượng móc ra như này, thì nó sẽ đặt lại. Chúng ta ấn vào đây này, chúng ta ấn vào cái tích đỏ nhá, là sẽ đặt lại là máy này. Đây. Đấy, máy tắt rồi và đặt lại, đúng không? Rất là dễ. Đó, thế bây giờ máy này trở trạng thái ban đầu. Thì bây giờ chúng ta lại cài lại tiếng Việt và sẽ giải quyết câu hỏi cuối cùng, là câu hỏi mình bị chỉ nhiều nhất, đó là máy bị treo. Đây này anh em xem kỹ nhá, mình sẽ tua nhanh cái phần này lên. Đó, lưu ý là vẫn phải cập nhật về nhá. Nói lại nữa là anh em vẫn phải là up lại phim gốc. Đó là khi anh em mà up lại ấy, thì nó sẽ gặp trường hợp như thế này. Rất là nhiều anh em gặp trường hợp như thế này. Và câu hỏi mình bây giờ phải làm thế nào thì nói thật với anh em là anh em phải kiên trì chờ đợi. Cái này nó báo như nào kệ thôi. Vào lại. Đấy nhá, sau khi kiên nhẫn chờ đợi thì nó lại nhận lại rồi. Thì bây giờ nhận lại thì chúng ta cập nhật cái phim của mình đã về thôi. Rất là nhiều anh em không kiên nhẫn và nghĩ là máy bị hỏng. Thực ra nó chưa bị hỏng đâu. Rất đơn giản là kiên nhẫn chờ đợi là nó lại kết nối lại được với cả điện thoại của anh em. Đó, chọn cái file 85 để cập nhật lại. Đây, lại cập nhật lại được. Đó anh thấy không? Thế nên là anh em nào mà đang bị cái trường hợp mà nó hiện mỗi chữ app và hình mũi tên như vậy nhá, thì anh em cố gắng anh em kết nối lại cái điện thoại của anh em đừng gỡ Mi Fit ra. Đừng làm gì cả. Còn nếu anh em đã chốt lỡ gỡ Mi Fit ra thì anh em cố gắng em cài lại và lại chờ nó kết nối, bật lên và chờ nó kết nối lại lần nữa là được. Chứ cái Mi Band của anh em không bị hỏng đâu, bởi vì là nhà sản xuất của Xiaomi người ta sản xuất này rất là bền, rất là dễ trong xử lý phần mềm. Một cái điều quan trọng là anh em phải kiên nhẫn và chờ đợi thôi. Thế nên rất là nhiều anh em không kiên nhẫn chờ đợi và không làm được, và có cô mình chửi bới mình nhiều quá. Thành ra là mình phải làm clip này để hướng dẫn lại anh em. Đó. Còn nếu anh em vẫn không làm được nữa thì tốt nhất là anh em phải gửi cái thiết bị đấy cho mình, bên mình để bên mình làm hoàn toàn miễn phí nhá. Gửi cho bên mình thì theo địa chỉ là 170 Lạch Tray. Mình làm xong thì mình sẽ gửi lại cho anh em. Tất nhiên là tiền ship đi lại thì anh em phải chịu rồi, chứ mình không thể chịu cho anh em được, bởi vì mình sẽ làm miễn phí cho anh em trong trường hợp anh em không làm được nhá. Đó, thì lại tiếp tục cập nhật để có tiếng Việt thôi. Bây giờ là bản 85 này, lùi lại này, cập nhật nhật tiếp là bản thứ 2 này. Đó, đúng theo thứ tự này, V2 này, cập nhật tiếp này. À, mình nhầm, phải cập nhật từ 1 trước đến 2 đến 85 chứ, mình lại cập nhật ngược. Nhưng mà thực ra là mình đang thử ấy, cập nhật ngược xong có được hay không, bởi vì có một anh em hỏi là liệu cập nhật ngược có được hay không. Thì lúc đầu là mình nghĩ không được, nhưng mà về sau thì vẫn được. Đó, rất là hay ở chỗ đấy. Thôi vẫn đang cập nhật, chờ nó cập nhật xong đã. Nó hiện thị cái bảng app như vừa rồi, chúng ta mới cập nhật tiếp được. Tất cả những cái vấn đề mà cài đặt trước Mi Band này vẫn chỉ là cái đơn giản nhất là chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. Đó. Thế nếu anh em nào không kiên nhẫn được, người không được đừng có trách mình nhá. Nhưng mà rất may là mình sẽ vẫn cứu cho anh em miễn phí, bởi vì là mình sợ anh em bị anh em chửi lắm. Đó. Thì chờ đợi và cập nhật lại thì lại có tiếng Việt thôi, làm theo cái clip kia của mình. Thế thôi là xong. Đó. Cảm ơn anh em xem clip nhá. Nếu anh em nào mà không làm được thì nhớ là comment lại cho mình. Thì đừng chửi mình nữa, mình sợ lắm. Còn nếu mà làm quá nhiều lần mà vẫn không được ấy
thì gửi thiết bị cho mình để mình hỗ trợ nhé. Thì bên mình sẽ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí cho anh em. Anh em chỉ mất mỗi tiền chuyển đi chuyển về thôi. Đó là được. Rất là dễ và đơn giản, đúng không? Nếu mà thấy clip này hay, nhớ cho mình một like và chia sẻ cho những người mà không làm được cùng xem nhá. Và nhớ subscribe kênh YouTube để ủng hộ bên mình, để mình có động lực để làm rất là nhiều clip khác, hướng dẫn chọn mua cũng như hướng dẫn cài đặt phần mềm cho anh em. Cảm ơn anh em xem clip nhá. Chào và hẹn gặp lại. Bye bye.